Chào buổi sáng quý vị khán giả, những tin tức đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin chuyển động ngày mới hôm nay. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong 20 phút sắp tới của chương trình. Thưa quý khán giả, vụ lúa hè thu năm 2023, huyện U Minh sản xuất trên 4.000 hecta. Hiện các trà lúa đang trong giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên do tình hình thời tiết có mưa liên tục đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và chất lượng lúa. Đến nay, huyện U Minh mới chỉ thu hoạch được trên 300 hecta, năng suất đạt 4 đến 4,5 tấn một hecta. Nông dân cho biết do mưa kéo dài, lượng nước trên ruộng lúa dâng cao, máy gặt đập liên hợp không thể vào thu hoạch được. Nếu tình hình mưa kéo dài trong nhiều ngày tới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng lúa hạt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lúa mất giá. Trước tình hình trên, một số hộ tạm ngưng thu hoạch để tránh ảnh hưởng đến chất lượng lúa hạt. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, bởi lúa chín để lâu ngày dưới ruộng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bà con hy vọng những ngày tới mưa sẽ giảm, nắng trở lại để gấp rút bơm tát nước trên ruộng ra ngoài, cũng như đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa để giảm thiệt hại. Năm học 2022-2023, huyện Đầm Dơi đã miễn giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn cho hơn 1.100 học sinh với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Nghị định số 105 ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Năm học 2023-2024, huyện Đầm Dơi đang rà soát những em học sinh nằm trong diện được miễn giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn để hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các em có điều kiện đến trường tốt hơn. Thưa quý vị, không gì tốt hơn là rèn luyện cho trẻ tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường ngay từ bé, nhất là với lứa tuổi mầm non thích khám phá, tìm hiểu và cũng dễ uốn nắn nhất. Bởi thế, các trường mẫu giáo luôn không ngừng sáng tạo các phương pháp giảng dạy sinh động, tạo sự hứng khởi, phát triển tư duy của trẻ về mọi mặt. Một trong những mô hình dạy học sinh động và vận động cơ thể bổ ích trong giờ chơi chính là tạo ra những góc thiên nhiên xanh ngay trong chính khuôn viên của trường học. Mô hình này được các trường mầm non Ánh Dương, mầm non Búp Sen Hồng thực hiện từ năm 2018 với sự chung tay của các phụ huynh. Mỗi lớp học sẽ có một góc thiên nhiên xanh do cô giáo chủ nhiệm và các bé chung trồng chăm bón. Khi trồng cây, giáo viên sẽ giới thiệu từng loại tên, công dụng và cách chăm sóc để các bé dần tiếp nhận kiến thức mà không bị nhàm chán. Bên cạnh đó, các chậu hoa cũng được thiết kế trang trí đẹp mắt từ việc tái chế chai nhựa. Các cô sẽ hướng dẫn các bé cắt tô màu theo đủ hình dạng con vật qua lá theo sở thích để dán lên từng chậu hoa. Có những lớp tạo hẳn bộ sưu tập chậu cây theo chủ đề 12 con giáp. Có những lớp tạo bộ sưu tập bươm bướm, chim muông rất độc lạ. Góc này thì không chỉ là của cô, mà cô phải cùng với trẻ và cả phụ huynh đóng góp những cái nguyên vật liệu phế thải như là vỏ chai nhựa, rồi các cái loại chai, rồi phế thải gia đình đó. Thì đem vô đây cô trò cùng với nhau để tạo những cái chậu cây ngộ nghĩnh. Trẻ cũng rất là thích, kể cả những cái loại hoa kiển cũng vậy. Thì ở gia đình phụ huynh có thì phụ huynh cũng có thể mang vào. Ngay từ đầu năm học là ban giám hiệu lãnh đạo nhà trường đã phát động là hội thi là góc thiên nhiên xanh. Thì mỗi lớp đó thì có một cái góc riêng của mình. Rồi từ đó thì các cô trong lớp sẽ tự chăm sóc cái góc của mình. Rồi bằng cái hình thức làm như là hàng ngày cho trẻ ra tưới nước, chăm sóc cây. Cũng không được là ngắt lá bẻ hoa để bảo vệ những cái cây đã trồng và để cho tạo cho có môi trường của mình xanh sạch đẹp. Mỗi ngày vào giờ ra chơi hay giờ vận động ngoài trời lúc sáng sớm, các bé sẽ được giáo viên hướng dẫn tưới hoa, bắt sâu, lau lá, gom lá rụng, bỏ vào thùng rác đúng quy định, làm cho góc vườn thêm xanh sạch đẹp. Qua các bài học và các công việc do chính tay mình làm, giúp trẻ hiểu biết hơn về thế giới thực vật, dung bồi tình yêu thiên nhiên và có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường sẽ tổ chức chấm điểm, chấm giải cho những lớp có góc thiên nhiên đẹp, tạo động lực cho cô lẫn trò yêu thích hoạt động này nhiều hơn.
Với những gốc thiên nhiên xanh này thì các bé rất là thích thú đến trường. Mỗi lần mà nha lao động ngoài trời là cháu rất là thích. Cháu muốn ra sân chơi để được chăm sóc cây xanh, tưới cây. Tình yêu thiên nhiên sẽ giúp các bé có ý thức bảo vệ môi trường sống của chính mình và những người xung quanh. Những bài học này không chỉ là sách vở khô khan mà được các cô giáo mầm non chăm chút và biến thành những mô hình hữu ích nhất cho trẻ trải nghiệm học tập. Hy vọng với những phương pháp giáo dục sinh động tích cực này sẽ được nhân rộng hơn tại Cà Mau. Hôm qua, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp cùng với huyện Thới Bình tổ chức lễ trồng cây xanh với chủ đề Vì một Việt Nam xanh tại xã Tân Lộc. Theo đó, có 5.000 cây sao đen và cây xưa đỏ được trồng trên các tuyến đường giao thông tại xã Tân Lộc và bàn giao cho địa phương quản lý chăm sóc. Đây là hoạt động nằm trong chương trình triển khai trồng 3 triệu cây xanh trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đề án trồng mới 300.000 cây xanh do PVCFC triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và là hoạt động thiết thực của PVCFC với mục tiêu là doanh nghiệp đi đầu cùng cam kết đưa mức phát thải ròng carbon về không vào năm 2050. Nhân dịp lễ phát động, PVCFC đã trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng và đoàn thanh niên PVCFC tặng 20 chiếc cặp cho các em học sinh trường tiểu học Tân Lộc. Dự kiến thời gian tới, PVCFC sẽ trồng thêm 200.000 cây rừng phòng hộ và 100.000 cây xanh đô thị phân tán đều tại các huyện thành phố Cà Mau. Giá ure đang tăng vọt do chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Diễn biến thị trường ure trong nước cũng theo sát thị trường ure thế giới. Theo đó, giá ure trong nước tiếp tục tăng, cụ thể giá phân ure tại các nhà máy đang dao động từ 10.000 đến 11.200 đồng một ký. Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, mặc dù hiện tại không phải là cao điểm của mùa vụ trong nước, nhưng giá phân bón trong nước cũng đã tăng theo đà giá của ure thế giới. Theo đà tăng này, dự báo đến vụ đông xuân năm nay, khi cả nước bước vào cao điểm mùa vụ, giá ure sẽ còn tiếp tục tăng. Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm 100.000 đến 310.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép cuộn CB240, thép thanh dằn D10 CB300 vẫn giữ nguyên giá bán. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước giảm sâu tới 19 lần liên tiếp. Sau 19 phiên giảm này, giá thép đã về đáy thấp nhất trong 3 năm qua. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.